My ơi My, đừng bỏ anh mà My, đừng bỏ anh mà My. Đừng bỏ anh mà em, anh năn nỉ em đó. Này, anh kia, anh đụng phải tôi mà không biết xin lỗi à? Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. My ơi My, suy nghĩ lại đi em, đừng bỏ anh mà em, đừng bỏ anh mà. Anh buông ra đi. Anh đi theo tôi mà anh còn gây họa được. Tôi ở bên cạnh anh để chịu khổ với anh cả đời hả? Anh cút giùm tôi đi. Mình yêu nhau 6 năm qua, em muốn cái gì anh cũng chiều hết. Bây giờ không lẽ gì một người mới mà em bỏ anh, em suy nghĩ ra đi My. Đừng bỏ anh mà My. 6 năm hả? Anh có biết tôi ở bên cạnh anh 6 năm, tôi phải chịu nghe như là bàn tán của bạn bè của tôi, phải chịu bao nhiêu tủi nhục không? Khi mà tôi quen một người bạn trai không có công danh, không có sự nghiệp, anh nói anh lo cho tôi. Có cái túi eo vì anh cũng không mua nổi cho tôi nữa, để người khác mua cho tôi kìa. Vậy anh nói đi, anh có tư cách gì mà bắt tôi phải lại với anh? Tại anh hết, tại anh hết. Anh sai hết. Trong cuộc tình này là anh sai hết. Nhưng mà anh xin em đó, em tha thứ cho anh đi, em ở lại với anh đi My. Tôi cũng van xin quỳ lại anh, làm ơn buông tha cho tôi giùm đấy. Cô ta đã không muốn ở lại thì sao anh phải níu kéo? Cô đã yêu bao giờ chưa? Yêu một người thật lòng, dành hết tình cảm cho họ, dành cả tương lai cho họ thì có dễ dàng buông tay không? Thôi được rồi, tôi sẽ giúp hai người. Bây giờ hai người buộc sợi chỉ đỏ này vào tay. Nếu như cô ấy ở lại thì cả đời này hai người sẽ sống hạnh phúc. Còn nếu như cô ấy vẫn cương quyết rời đi thì tôi sẽ giúp anh có được những thứ tốt hơn và quên đi quá khứ đau buồn của anh và cô ấy. Hai người đồng ý không? Tôi chắc chắn với cô là tôi sẽ không bao giờ cho anh ta thêm một cơ hội nào nữa đâu. Tôi mà sao tôi lại ở đây? Với lại sao còn có anh ta ở đây nữa? Cô cứ xem đi rồi biết. Chúc mừng anh đã hoàn thành chương trình đào tạo và thử việc của công ty. Hôm nay nếu như anh đến công ty và nhận việc thì sẽ trở thành nhân viên kinh doanh chính thức của công ty Nam Việt. Và nếu anh không có mặt thì đồng nghĩa với việc anh từ bỏ vị trí này. Dạ em cảm ơn chị, em sẽ tới liền. My, em bị sao vậy em? My. Trời ơi, sao em nắm hỏi vậy nè? Dạ alo, alo chị ơi, chắc em không tới được, em xin lỗi chị. My, tỉnh lại đi em, sao vậy em? Ngày đó, thay vì chọn công danh thì anh ta đã chọn ở bên cạnh cô, người mà anh ta yêu thương nhất. Thì đúng rồi, tôi là bạn gái của anh ta mà. Tôi bị bệnh, sao anh ta bỏ mặc tôi được? Với lại á, nếu anh ta thật sự tài giỏi thì có đánh mất cơ hội này, anh ta cũng phải tìm được cơ hội mới chứ. Rồi, đây là đâu nữa đây? Cảm ơn trai. Dạ cảm ơn anh. Dạ, của anh 70. Cảm ơn anh. Nãy cứng bò thằng tỷ xuống. Dạ cảm ơn anh. Vậy là mình sắp đủ tiền mua quà cho My rồi. Đây. Đây không phải là anh ta sao? Vậy là bấy lâu nay anh ta lừa dối tôi. Anh ta nói mình là nhân viên văn phòng. Vậy mà bây giờ đi chạy xe ôm vậy nè.
nhân viên văn phòng thì anh ta vẫn làm, nhưng mà thời gian rảnh thì anh ta làm thêm để kiếm tiền mua cho cô những món quà đấy. Tính ra làm ngày làm đêm, làm cực như một con chó vậy đó, mà còn không dư được đồng nào, vô dụng. Cảm ơn anh nha. Alo, ê, tao mới mua được đồ mới đẹp lắm, chuẩn bị lên đồ đi ba nha. Ừ, tao bao hết. Cô chửi anh ta làm quần quật như chó, nhưng mà cô lại tiêu xài chính cái đồng tiền mà anh ta làm ra. Vậy cô là gì? Là lợn à? Cô, mà tôi nói cho cô biết, lợn thì tuổi thọ rất thấp, người ta cũng chỉ nuôi trong một khoảng thời gian ngắn rồi lấy thịt thôi. Nè, cô nói vậy mà nghe được hả? Nè, cô đừng có ở đó vu khống người khác nha. Anh ta là bạn trai của tôi thì phải lo cho tôi là đúng rồi. Vậy mà lúc nãy tôi còn nghe cô chê là anh ta không có tiền để lo cho cô. Nhưng mà quần áo ở trên người của cô toàn là tiền của anh ta thì phải. Ừ, thì bây giờ tôi trả cho anh ta là được chứ gì. Mà cô nghĩ những món đồ anh ta mua cho tôi đáng giá lắm hả? Nó chỉ bằng một cái móng tay so với những món đồ mà người yêu mới mua cho tôi thôi ạ. Thôi được rồi, nếu như cô đã dứt lòng như thế thì tôi cũng không níu kéo cô giúp anh ta làm gì cả. Cô cầm lấy, cắt đi. Sau khi cắt rồi, cô và anh ta sẽ không còn một mối quan hệ nào nữa. Anh ta cũng không nhớ cô là ai. Cắt thì cắt, sợ gì? Ủa đây là đâu vậy? Anh nên trở về nơi mà anh thuộc về rồi. May ghê, cuối cùng cũng bỏ được anh ta. Này, này, có muốn gì? Người bạc tình bạc nghĩa như cô, nếu như không dạy cho một bài học thì tôi đã không phải là Mưu đại tỷ. Cô nói vậy là sao? Đây là nhà của bạn trai mới tôi mà. Anh. Hả? Anh làm vậy anh không sợ bồn ghen hả? Trời ơi, em nhắc nó làm gì? Anh chơi chán rồi anh bỏ. Em không biết hồi xưa mà nó bỏ bồ nó theo anh á là vì anh giàu á. Trời, con đó hám tiền lắm, quan tâm làm gì. Còn hôm nay á, em chiều anh nha. Không thể như vậy được. Không. Tại sao anh ta lại đối xử với tôi như vậy? Bởi vì cô đến với anh ta là vì tiền, cho nên cô đã tự biến bản thân mình trở thành công cụ để anh ta trêu đùa. Cái gì mà mua được bằng tiền thì đều có hạn sử dụng. Cũng giống như là việc cô xua đuổi anh Thịnh, người mà yêu thương cô chân thành, bởi vì anh ta không còn giá trị lợi dụng với cô. Anh Thịnh. Ủa, hình như ai kêu anh kìa. Anh có quen người ta không? Anh đâu có quen. Chắc người ta kêu nhầm á em. Đi thôi. Dạ. Anh. Từ sau khi cắt sợi dây, cô và anh ta đã không còn một mối quan hệ nào nữa. Tôi cũng đã giúp anh ta tìm lại những cơ hội mà khi yêu cô, anh ta đã đánh mất. Cho nên bây giờ, anh ta đã trở thành doanh nhân và có gia đình hạnh phúc. Còn cô, chỉ còn lại là sự tiếc nuối, ân hận.